mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in tem nhãn phụ có model đó là Rin 412 PAE Con. Thì đây là một dòng máy với công nghệ Nhật Bản và có khả năng in ấn sắc nét. Thì như mọi người đều biết thì các mặt hàng nhập khẩu muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam thì bắt buộc phải có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt để mình có thể là dán lên cái sản phẩm đó. Thì các thông tin bắt buộc bao gồm đó là tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, tên và địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và các thông tin khác như là thành phần, hướng dẫn sử dụng hay là bảo quản và ngày sản xuất rồi hạn dùng, một số thông tin liên quan tới sản phẩm. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người dòng máy này và mọi người cùng em khám phá cũng như là in thử thực tế về khả năng in ấn của nó. Thì đây là dòng máy Rin 412 PAE Con với chức năng in tem nhãn phụ mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì đầu tiên mọi người nhìn tổng quan bên ngoài một xí ha. Thì đây mọi người có thể thấy đây là một dòng máy với chức năng với công suất in desktop để bàn nên thành ra là mọi người có thể kích thước bên ngoài nó cũng rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi để mình có thể là đặt nhiều cái vị trí không gian làm việc khác nhau, nó cần tiết kiệm được không gian diện tích. Đây bên ngoài hầu như là các vật liệu nó là được làm bằng nhựa nhá, cái tông màu chủ yếu nó là xám, trắng và đen. Đây mình thấy không? Máy nhìn bên ngoài đánh giá thì nó cũng khá là cứng cáp đi kèm với nó nè, khá là cứng cáp kèm với đó là cái màu sắc cũng khá là thân thiện này. Rồi đi vào bên trong một xí này, mọi người có thể nhìn xem không? Bây giờ đi vào bên trong một xí thì phía sau này thì đây là cái vị trí để mình có thể là đặt cái cuộn giấy của chiếc máy này có thể chứa được tối đa đó là 50m nha mọi người. Cuộn giấy là với kích thước dài 50m. Đây vì đây là dòng máy desktop nên để được cuộn giấy 50m ha. Để đây phía sau này là cái hộp để mình có thể là đựng giấy. Rồi mọi người đi tiến tới một xí nữa ở phía trước. Phía trước thì nó có cái hộp để mình có thể là đặt mực, cuộn mực. Thì ở dưới này thì đây là cái cuộn mực, còn phía trên này là cái cuộn thu. Thì lát nữa em sẽ lắp thử cho mọi người xem luôn ha. Thì cuộn mực và cuộn thu của chiếc máy này thì mình có thể lắp được cuộn mực với tối đa là 300m. Thì đây là một cái 50m và 300m, đây là cái tiêu chuẩn của cái dòng máy để bàn này ha. Để mọi người có thể xem ha. Rồi mình có thể tới phía trước này một xí thì đây là cái vị trí, đây là cái đầu in của máy Rin 412 PAE Con này. Thì đây là một trong những cái vị trí khá là quan trọng của dòng máy. Cái đầu in này với kích thước độ rộng của nó là 105 tương đương với là 4 inch nha mọi người. Cái độ rộng đầu in thành ra mình có thể là in được những con tem với kích thước 105mm nha. Nó có thể là rộng tối đa. Thì ngoài đó thì mình có thể in những kích thước nhỏ hơn, ví dụ như 50, 90, 70 gì đó, miễn sao không quá 105. Thì mình có thể là sử dụng nhiều cái loại tem khác nhau để in ha. Rồi, đây là đầu in với chiếc máy với trang bị với độ phân giải đó là 300 dpi. Nên ra là cho mình được cái bản in với sắc nét với những cái chữ khá là nhỏ thì nó vẫn có thể là in ra cái sắc nét. Dưới này là cái trục ruler của máy, đây là cảm biến ha. Đó, mọi người có thể xem qua để cấu tạo. Rồi còn đây phía bên này thì đây có một cái nút nhấn và hai cái đèn thể hiện trạng thái ready và status. Còn đây là nút nhấn tip của máy để mình có thể là can lít hoặc là nhấn để cho giấy chảy ra số thao tác. Rồi tiếp theo mọi người đi với em một xí về phía sau của máy ha. Đây em rút ra này thì đây là một dòng máy in để bàn nhưng nó có trang bị một số cái cổng kết nối. Đầu tiên mọi người có thể nhìn đây là cổng LAN, thứ hai đây là cổng RS232, ba đây là cổng USB, đây là cái cổng nguồn và đây là cái công tắc nguồn ha. Đối với dòng máy để bàn mà nó có trang bị được cái cổng LAN thì đây là một trong những cái điểm cổng khá là lớn đối với dòng máy Rin 412 PAE cổng này. Bởi vì hầu như các dòng máy trên thị trường mà thuộc dạng để bàn thì hầu như nó chỉ trang bị đó là cổng USB thôi cho mọi người. Thì mục đích của cái cổng LAN này thì mình có thể là kết nối ở trong văn phòng để nhiều cái máy tính cùng màn ở trong văn phòng có thể là kết nối tới nó và tiến hành in, thực hiện cái lần in mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ một cái máy tính nào, rất là tiện lợi ha. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt giấy mực vào. Cái thao tác cũng khá là đơn giản và dễ dàng khi mà mọi người sử dụng ha. Mình chuẩn bị cái cuộn mực, sau đó mình lắp đặt vào và tiến hành in ấn ha. Đây, cái giấy thì em lắp sẵn đó rồi không đây. Cái này thì em nói là lắp được cái cuộn mực của nó thì lắp được gần 300m. 300m thì cũng là một trong những cái cuộn mà chuẩn theo các dòng máy này ha. Công nghiệp thì hầu như mình cũng sử dụng là 300m nha mọi người. Đó, xong rồi lắp giấy vô xong rồi lắp đóng lưỡi xuống. Rồi, em kết với máy, rồi mở công tắc. Nguồn lên công tắc, mọi người đợi một xí, cái đèn ở đây là ra đi nó hiển thị đèn vàng này, lúc đầu nó màu đỏ này. Sau đó nó hiển thị đèn vàng, có như nó sẵn sàng để in ra. Rồi, sau đó thì trên phần mềm ít.
Khi mà mọi người mua máy và thiết bị này ở Thế Giới Ma Vật thì bên Thế Giới Ma Vật cung cấp cho mọi người một cái phần mềm thiết kế tem nhập đi kèm miễn phí để mình có thể tạo ra những con tem rồi thông tin tên đó, tạo ra những cái mã vạch QR code hay gì đó mình có thể là thực hiện và tạo ha. Rồi đây đang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình có thể vào thực hiện những con đó. Đây đây là con tem mình sẽ ra, mọi người xem mà mọi người thấy cái khả năng in của nó là khá là nhân này. Đây những cái nét chữ ở trên đây này, ở sắc nét này để em in thêm cho mọi người xem, em in tầm 30 con đây. Đây em sẽ in là 30 con tem cho mọi người ạ. Đây mọi người có thể thấy đây là cái số lượng em in 30 con tem, những cái chắc nó chữa trên này nè, nhìn ha. Đây là dòng máy với độ phân giải đó là 300 dpi, những cái dòng chữ thế này với kích thước rất là nhỏ ở trên này. Đây, kích thước là tầm 5 size tầm 5 5.5 thôi. Nó nhỏ, có thể in ở trên này. Đây mọi người có thể tham khảo ha. Đó. Những con tem của nó chất lượng những con tem in nó cũng rất là đều đặn này. Chứ không phải là con mờ con đậm hay gì cả nhá. Đó mọi người anh xem này, đây, chất lượng con giấy này. Vừa rồi làm in với cái tốc độ in khá là nhanh, 3 in trên giây. Chiếc máy này thì mình mọi người có thể là chỉnh cái tốc độ in tối đa của nó là 4 in trên một giây đó, hoặc mình có thể là in chỉnh chậm lại thì nó sẽ in từ từ, nó sẽ rõ nét đẹp hơn khi mà mình tiến hành chỉnh lại số thông số cơ bản của dòng máy này đó. Thì đây là dòng máy Zin 412 PAI cộng mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu, khám phá cũng như in ấn thử thực tế đối với dòng máy Zin 412 PAI cộng này với chức năng đó là in tem nhãn phụ. Thì như mọi người thấy trên tay em với con tem nhãn phụ kích thước giấy rất là nhỏ, đi kèm với đó là trên này những cái thông tin rất là nhiều, nhưng chiếc máy vẫn có thể là in ra cho mình được một bản in rất là sắc nét, đầy đủ thông tin rõ ràng, đi kèm với đó là chất lượng in đồng đều trên từng con tem. Thì nếu như mọi người cũng đang quan tâm đến dòng máy Zin 412 PAI cộng này để mình in những con tem nhãn phụ thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.